Kính chào quý khán giả và quý bà con, Ánh Nguyệt và Khánh Tường rất vui được đồng hành cùng quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình được phát hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin thiết thực đáng chú ý về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án 28.554 tỷ đồng bảo vệ, khôi phục và phát triển bền vững rừng ở Tây Nguyên giai đoạn 2016-2030. Cảnh báo dịch xoan lá còn tiếp tục gây hại cây cà chua tại tỉnh Lâm Đồng. Phát hiện sâu gây hại bắp giống, sâu keo mùa thu đặc biệt nguy hiểm. Chuyên mục con số hôm nay cảnh báo 399 huyện trên cả nước có nguy cơ cao nhiễm cúm gia cầm năm 2019. Thưa quý vị và bà con, để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mất rừng và từng bước khôi phục phát triển rừng, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn năm 2016-2030. Ngoài mục tiêu bảo vệ hơn 2,2 triệu hecta rừng tự nhiên hiện có, đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng diện tích rừng lên khoảng 2,72 triệu hecta, phát triển rừng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch vụ môi trường rừng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của khu vực Tây Nguyên. Xử lý dứt điểm đối với 282.896 hectare rừng và đất lâm nghiệp đang có chồng lấn, tranh chấp, lấn chiếm. Không để phát sinh tranh chấp, xâm lấn rừng, đẩy mạnh quản lý rừng cộng đồng, thực hiện canh tác nương rẫy bền vững theo hướng nông lâm kết hợp, sắp xếp, đổi mới 55 công ty lâm nghiệp trên địa bàn, dự kiến tổng nguồn vốn thực hiện đề án là 28.554 tỷ đồng. Cũng liên quan đến vấn đề bảo vệ và phát triển rừng bền vững, tại thành phố Đà Lạt, dự án cà phê nông lâm kết hợp và nâng cao chất lượng rừng ở Lâm Đồng vừa chính thức được khởi động. Mục tiêu của dự án là giảm thiểu mất rừng và suy thoái rừng bằng cách giải quyết các thách thức trong việc chuyển đổi rừng trong khu vực ưu tiên bảo tồn. Tại Lâm Đồng, dự án này được triển khai tại 5 xã, một thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Dương và khu dự trữ sinh quyển Lan Bian. Kết quả đầu ra của dự án này là có kế hoạch sử dụng hợp lý đất tích hợp cho huyện Lạc Dương, các thỏa thuận về đồng quản lý, các cam kết bảo tồn cộng đồng, các biên bản ghi nhớ các bên liên quan về sản xuất cà phê bền vững, không gây mất rừng. Hệ thống giám sát và truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cà phê trong khu vực thực hiện dự án được thí điểm và mở rộng. Sẽ có khoảng 1.500 nông dân được hỗ trợ và đào tạo, cải thiện sản xuất cà phê bền vững thông qua việc cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng, xây dựng hệ thống cà phê nông lâm kết hợp, cải thiện giá tiêu thụ, cải thiện tiếp cận tín dụng. Cũng thông qua các hoạt động liên quan của dự án, tạo cơ hội phát triển sinh kế nông lâm nghiệp, ngoài việc phụ thuộc vào rừng cho khoảng 100 hộ gia đình ở địa phương. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý liên quan đến việc phòng trừ sâu bệnh trên một số loại cây trồng vật nuôi. Thưa quý bà con, trong thời điểm hiện nay thì bà con nông dân Lâm Đồng đang canh tác trên 1.000 hectare cà chua. Theo đánh giá từ đầu năm đến nay, dịch xoan lá trên cây cà chua ít biến động so với trước. Diện tích nhiễm là gần 80 hectare, tỷ lệ hại dao động từ 16 đến 40%. Địa bàn bị gây hại chủ yếu là hai huyện Đức Trọng và Đơn Dương. Theo nhận định của cơ quan chức năng, dịch xoan lá sẽ còn tiếp tục gây hại cây cà chua. Bởi vậy, bà con nông dân trồng cà chua ở các địa phương cần áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp như sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính, nhà lưới phải đảm bảo độ thông thoáng, sử dụng lưới bao quanh từ 40m trở lên để ngăn được côn trùng chích hút như bọ trĩ, bọ phấn xâm nhập, áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ, cân đối để cây sinh trưởng khỏe, tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra, thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và thuốc trừ sâu. Thưa quý bà con, vừa qua trên các cánh đồng bắp vụ xuân 2019 tại Nghệ An, Thanh Hóa xuất hiện một loài sâu gây hại rất giống sâu keo mùa thu mà Cục Bảo vệ Thực vật đã cảnh báo. Đây là đối tượng kiểm dịch thực vật tại Việt Nam. Chúng đã gây hại nghiêm trọng ở nhiều nước trên thế giới như Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan và Trung Quốc. Qua thực tiễn điều tra, phân tích bước đầu cho thấy loài sâu giống sâu keo mùa thu này như sau. Chúng có các đặc điểm nhận dạng mà FAO hướng dẫn, đó là đầu hình chữ Y ngược. Trên lưng đốt áp sát đuôi có 4 chấm đen bố trí cân đối nhau tạo thành hình vuông. Lưng có 3 sọc màu sáng chạy song song.
chia phần lưng mỗi đốt thành hai phần đều nhau. Trên mỗi phần có hai chấm đen và cơ thể có nhiều lông. Khác với các loài từng gây hại trước đây, đó là sức ăn của chúng rất khỏe. Qua điều tra, thường trên mỗi đọt bắp chỉ phát hiện một cá thể sâu trưởng thành. Chúng có thể ăn rách nát hết phần ngọn trong một vài ngày và thải ra lượng phân lớn. Sâu keo mùa thu là loài sâu hại đa thực. Chúng có thể gây hại trên 80 loại cây trồng, gây hại nặng trên nhóm cây họ hòa thảo như bắp, lúa, kê và mía. Ngoài ra cũng đã được phát hiện gây hại trên các loại cây rau, bông. Trước đó, để ứng phó với loại sâu nguy hiểm này, Cục Bảo vệ Thực vật đã gửi công văn tới các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Bảo vệ Thực vật tăng cường điều tra, theo dõi loài sâu keo mùa thu cực kỳ nguy hại với nhiều diện tích cây trồng để kịp thời có biện pháp ngăn chặn. Liên tục chương trình, xây dựng thương hiệu tập thể để đưa nước mắm Phú Yên đến tay người tiêu dùng một cách dễ dàng hơn. Huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng triển khai nhiều giải pháp đảm bảo nguồn nước tưới mùa khô. Thưa quý vị và bà con, với chiều dài bờ biển gần 190 km, Phú Yên là địa phương nổi tiếng ở khu vực Nam Trung Bộ với nhiều sản phẩm chế biến từ hải sản. Đặc biệt, nghề làm nước mắm ở Phú Yên đã hình thành hàng trăm năm. Để nghề chế biến nước mắm truyền thống phát triển, tỉnh Phú Yên đã xây dựng thương hiệu tập thể cho nước mắm của địa phương. Nổi tiếng khắp cả nước và cũng hình thành từ lâu đời là làng nước mắm Gành Đỏ, thị xã Sông Cầu. Tại đây có hơn 70 hộ chuyên làm nghề này với những tên gọi khá nổi tiếng như nước mắm Ông Già, Bà Mười, Tân Lập. Mỗi năm, làng nghề nước mắm Gành Đỏ đưa ra thị trường không dưới 2 triệu lít. Với sự hỗ trợ của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên về kinh phí làm nhãn hiệu và một số thiết bị phục vụ đóng chai, nên nhãn hiệu nước mắm Tân Lập đã ra đời. Điều này giúp cho nước mắm truyền thống dễ dàng đến tay người tiêu dùng hơn. Thì chúng tôi được vào cái chương trình là nước mắm Phú Yên. Do chỗ đó mà từ hôm nay đến 3 năm trở lại đây thì chúng tôi cũng có một cái sự vững mạnh bán có thể đạt tốc. Không dừng lại ở việc xây dựng nhãn hiệu cho từng cơ sở chế biến mắm, từ năm 2011 đến nay, tỉnh Phú Yên đã có nhãn hiệu tập thể nước mắm Phú Yên. Nhãn hiệu này được 33 doanh nghiệp và cơ sở chế biến, kinh doanh mắm sử dụng. Những doanh nghiệp, cơ sở muốn gắn nhãn hiệu tập thể nước mắm Phú Yên vào sản phẩm phải có đủ điều kiện về nguyên liệu, chất lượng sản phẩm. Cách làm này đã tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Và liên tục nội dung của 365 ngày chuyển động hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin cập nhật về tình hình thị trường, giá cả, một số loại mặt hàng nông sản của Lâm Đồng và một số địa phương nữa trên cả nước. Đầu tiên sẽ là thông tin về giá một số loại nông sản tại tỉnh Lâm Đồng. Tuần qua thì giá nhiều mặt hàng rau củ quả có nhiều biến động. Cụ thể giá su su 3.000 đồng một ký, tăng 2.500 đồng một ký, bắp cải 2.000 đồng một ký, hành tây 7.000 đồng một ký, đều giảm 1.000 đồng một ký. Cà chua 7.000 đồng một ký, giảm 4.000 đồng một ký. Đặc biệt đối với ớt chuông, do một số công ty giảm thu mua loại nông sản này để xuất khẩu, nên giá ớt chuông Đà Lạt giảm mạnh so với tuần trước đó. Cụ thể, ớt chuông Đà Lạt màu đỏ 20.000 đồng một ký, giảm 18.000 đồng một ký. Ớt chuông Đà Lạt màu vàng 15.000 đồng một ký, giảm 30.000 đồng một ký so với tuần trước. Vụ dưa hấu chính vụ của bà con ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng hiện đang trong giai đoạn cuối vụ thu hoạch. Với năng suất bình quân đạt trên 5 tấn trên một công, niềm vui trúng mùa lại được nhân lên khi trái dưa hiện đang được giá, dù cuối vụ nhưng vẫn ổn định ở mức giá từ 8.300 đồng đến 8.800 đồng trên một ký. Thậm chí trước đó, một số ruộng dưa còn được thương lái mua làm quen với giá 9.200 đồng trên một ký. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Còn tại tỉnh Bến Tre, người trồng dừa tại Bến Tre đang phấn khởi vì giá dừa tăng nhẹ sau thời gian dài ở mức thấp kỷ lục. Hiện dừa khô nguyên liệu có giá từ 45.000 đến 50.000 đồng một chục 12 trái, tăng hơn 2 lần so với thời điểm Tết Nguyên đán 2019. Gần một năm nay, giá dừa mới tăng trở lại, giúp cho người nông dân phấn khởi hơn sau thời gian dài giá dừa xuống thấp, có lúc chỉ 1.500 đồng một trái. Liên tục chương trình là chuyên mục con số hôm nay. Thưa quý bà con, 399, đây là số huyện trên cả nước có nguy cơ cao nhiễm cúm gia cầm năm 2019. Theo báo cáo của Cục Thú Y, từ năm 2014 đến tháng 3 năm 2019, bệnh cúm gia cầm đã xuất hiện tại 332 xã, phường, thị trấn. Trung bình mỗi năm Việt Nam phải tiêu hủy khoảng 90.000 con gia cầm. Tại một hội nghị tổ chức vào trung tuần tháng 3 này,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá hiện có 399 huyện có nguy cơ cao cúm gia cầm và 314 huyện có nguy cơ thấp. Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã gây thành dịch ở gia cầm tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Khi dịch bệnh này xảy ra sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ gia cầm, nhất là việc xuất khẩu sản phẩm gia cầm của Việt Nam sang các nước. Do đó, theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đối với 399 huyện có nguy cơ cao, khi đàn vật nuôi có biểu hiện nghi ngờ bệnh cúm gia cầm hoặc tiếp xúc với đàn gia cầm mắc cúm gia cầm, phải được lấy mẫu để đi xét nghiệm virus và chẩn đoán phân biệt. Thưa quý bà con, thực tế nguy cơ nhiễm cúm gia cầm luôn luôn thường trực. Để kiểm soát tốt thì đòi hỏi phải có sự chủ động hợp tác liên bộ, ngành, địa phương trong một quốc gia và nhiều quốc gia trên thế giới. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất của bà con nông dân tại các địa phương trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là những đợt nắng nóng gay gắt từ đầu năm, nên theo dự báo trong niên vụ mùa khô này sẽ có gần 1.500 hecta cây trồng các loại gồm lúa, hoa màu và các cây công nghiệp, cây dài ngày của huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng sẽ bị ảnh hưởng do hạn hán. Do đó, để chủ động nguồn nước, bảo đảm cho kế hoạch sản xuất, các ngành chức năng huyện Đạ Tẻ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác chống hạn. Niên vụ này, gia đình anh Lý Văn Hoàng ở thị trấn Đạ Tẻ có trên 1 hecta đất sản xuất, trong đó chủ yếu là diện tích trồng lúa và hoa màu. Mặc dù vậy, do những ngày đầu tiên của niên vụ, thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra khô hạn cao, nên để chủ động nguồn nước trong sản xuất, anh Hoàng đã chuyển hơn 50% diện tích đất sản xuất của gia đình sang trồng ngô và dâu tằm. Đây là những cây trồng có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu khô hạn, giúp tiết kiệm nước. Chuẩn bị là có máy bơm ra, bơm những lúc mà khô hạn thì bơm lên tưới thôi. Cứ chuyển chỗ này được là chuyển chỗ khác vậy. Nếu như mà ở trên hồ xả về đều thì đáp ứng được cả khu này được tưới đều hết. Thời tiết nắng nóng, nhu cầu nguồn nước cho sản xuất của người dân tăng cao nên tùy vào tình hình thực tế mà nhiều xã, thị trấn tại huyện Đạ Tẻ đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho sản xuất trong niên vụ này. Theo ngành chức năng địa phương, trong mùa khô này, diện tích được dự báo sẽ bị ảnh hưởng do hạn hán trên địa bàn, bao gồm gần 450 hecta diện tích trồng lúa và hoa màu. Trong đó, khu vực thị trấn Đạ Tẻ có gần 250 hecta, xã An Nhân trên 110 hecta, Triệu Hải 50 hecta. Ngoài ra, khoảng 1.000 hecta cây trồng khác, chủ yếu là diện tích chè, cà phê tại địa bàn Tôn Clong, xã Đạ Ban, Quốc Oai và xã Đạ Lây bị ảnh hưởng do thiếu nước. Chính vì vậy, để chủ động trong công tác chống hạn, huyện Đạ Tẻ đã tăng cường nhiều giải pháp. Đối với công tác chống hạn thì huyện cũng đã phê duyệt ngay cái kế hoạch phòng chống hạn hán. Thứ nhất là chuyển đổi mạnh các cái cây trồng có cái nhu cầu sử dụng nước thấp, giống như là trồng các cái loại như là bắp để tiết kiệm nước tưới. Cái thứ hai là tăng cường cái công tác điều tiết và vận hành khai thác các cái công trình thủy lợi. Cái thứ ba là đối với các khu vực không có công trình thủy lợi thì tập trung tăng cường cái công tác dự báo cũng như là công tác chủ động phòng tránh, huy động các cái máy bơm tưới trong nhân dân để phục vụ cho công tác chống hạn. Hiện nay, song song với việc đảm bảo điều tiết nước hợp lý từ các công trình thủy lợi, địa phương cũng đã hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng các phương án chống hạn, nạo vét hệ thống kênh mương và các công trình thủy lợi, tuyên truyền người dân chủ động tích trữ nguồn nước tại các ao hồ của gia đình để chủ động nguồn nước tưới. Thưa quý bà con, rõ ràng, việc xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn nước tưới trong sản xuất mà huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai không chỉ giúp các địa phương và người dân chủ động được nguồn nước tưới cho cây trồng, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra, đồng thời duy trì ổn định diện tích sản xuất nông nghiệp, nâng cao nguồn thu nhập của người dân nơi đây. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.